coi là ngày nắng nóng nhất trong tuần tại Bắc Bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 37 đến 38 độ, nhưng mà nhiệt độ thực tế ở ngoài trời vào thời điểm giữa trưa còn cao hơn rất nhiều. Giữa tiết trời nắng nóng như thiêu như đốt, nhưng những người lao động nghèo tại Hà Nội vẫn đang cố gắng bám trụ mưu sinh nơi đất khách quê người. Xóm trọ dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội. Đây là nơi ở của những người lao động nghèo làm việc vào buổi đêm tại chợ Long Biên. Bà Phạm Thị Linh sống cùng ba cháu nhỏ trong căn nhà tạm chỉ vẹn vẹn 10 mét vuông thế này. Phòng thấp, tấm ngói fibro xi măng phả hơi nóng khiến căn phòng như một chiếc lò nướng. Những bữa trưa của bốn bà cháu không khi nào trọn vẹn dù đã bật hết 2 chiếc quạt trong phòng. Hề như là gần cái lửa thiêu luôn ấy. Coi nóng lắm, chúng tôi không chịu được, chúng tôi phải đi tìm bóng mát chúng tôi ngồi. Còn đây là căn phòng của chị Nguyễn Hồng Nhung cùng mẹ và con trai sinh sống gần 1 năm qua. Diện tích nhỏ nên đồ đạc được treo khắp nơi. Nắng nóng khiến con trai chị thường xuyên đau ốm. Chị Nhung đang phải tìm chỗ ở mới để chuyển đến ở tạm nếu như nắng nóng tiếp tục kéo dài. Cháu cứ khóc đêm đi. Cứ đêm nóng, có mỗi quạt nhỏ, thì cháu làm đêm nóng cháu cũng khóc rồi. Nó cũng rất bế ra ngoài, cho có gió mát. Trưa thì cứ phải bế con ra ngoài, nóng. Nó không chịu ngủ trưa. Hôm nào mà nó mà có cơn giông thì nó mát thì nó đỡ mệt, mà không thì nó nóng thì không ngủ được thì nó mệt. Không chỉ người già mà ngay cả thanh niên cũng cảm thấy mệt mỏi với thời tiết nắng nóng oi bức như những ngày qua. Tầm tới tối thì vẫn thấy nóng. Lúc em mua đá em chườm ở dưới cái giường ấy để cho mát thêm được phần nào, nhưng mà một lúc xong lại nóng ran luôn. Chẳng ai dám nghĩ đến máy lạnh điều hòa, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa kẽ lá giữa buổi trưa hè gay gắt đã là món quà tuyệt diệu đối với những người lao động trong xóm trọ nghèo này. Xin được gửi tới quý vị một tin tích cực trong công tác chữa trị bệnh COVID-19 tại nước ta. Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết là từ sáng qua ngày 3 tháng 6, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 là phi công người Anh đã hồi phục thần kỳ và đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh này đã bắt đầu được cai ECMO và chuyển sang tự thở. Hiện thì bệnh nhân nặng nhất Việt Nam đã hoàn toàn khỏi COVID-19. Chiều qua thì phi công này đã mỉm cười với các y bác sĩ chăm sóc mình. Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ hôm qua mùng 3 tháng 6, về mặt tri giác, nam phi công người Anh đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện đầy đủ các y lệnh của nhân viên y tế. Sức cơ của tay và chân của bệnh nhân đã cải thiện, chức năng hô hấp được cải thiện dần, nồng độ oxy máu đã ổn định. Tình trạng xơ phổi cũng như tổn thương đông đặc phổi ở bên trái đã khá hơn rất nhiều, hơn 1/2 của phổi bên trái đã cải thiện gần như hoàn toàn. Bệnh nhân hiện tại là đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể là tiếp xúc và thực hiện được cách đầy đủ với y lệnh của các nhân viên y tế. Bệnh nhân có thể là mỉm cười với nhân viên y tế, cũng như là gật lắc đầu hay là bắt tay với nhân viên y tế. Tính đến ngày 3 tháng 6, bệnh nhân 91 đã trải qua 78 ngày được cứu chữa, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Sau khi được điều trị âm tính với SARS-CoV-2, từ ngày 22 tháng 5, bệnh nhân được tập trung điều trị các bệnh lý nền. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ được điều trị phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn mới, tiếp tục tập vật lý trị liệu tích cực để cải thiện sức cơ cũng như chức năng hô hấp.